Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc cho tất cả quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, bình an và may mắn. Thưa quý vị và các bạn, tử vi cho tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong tháng 1 âm lịch thì sẽ giúp cho quý vị có được cái nhìn toàn cảnh về bốn phương diện chính, đó chính là tiền bạc, công danh sự nghiệp cũng như là tình duyên gia đạo và sức khỏe của mình. Để giúp cho quý vị có được những luận giải chính xác nhất này thì thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt đã dày công nghiên cứu về tử vi sao hạn và sao chiếu mệnh theo năm của những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 mà luận giải. Và qua việc xem tử vi thì thầy Gia Cát cũng tiết lộ thiên cơ cho quý vị, giúp cho quý vị có được những bước đi đột phá trong tháng 1 âm lịch này. Đồng thời cũng chỉ ra những phương pháp hóa giải sao hạn tử vi cho quý vị một cách đơn giản và chính xác nhất. Sau đây thì sẽ là phần luận giải về tử vi tháng 1 âm lịch cho những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, cả nam mệnh và nữ mệnh. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và nắm bắt ạ. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, mệnh Đại Hải Thủy, không phải là người coi trọng vật chất, chẳng có nhu cầu quá lớn đối với tiền bạc. Nhưng dường như điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc tài lộc bất ngờ cứ ùn ùn tìm đến. Người tuổi Hợi dường như có khả năng cuốn hút hoạch tài, vì thế mà nhiều cơ hội kiếm tiền hơn người khác. Bản mệnh chỉ cần không mất bình tĩnh là hoàn toàn có được tài lộc dồi dào trong tay. Khi làm việc, nên bình tâm tĩnh khí, đừng để những chuyện xung quanh làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của mình. Trong chuyện tình cảm, họ cũng không phải là người có chính kiến, đối phương nói gì nghe nấy, đặt đâu ngồi đấy. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là tuổi Quý Hợi không biết phân biệt đúng sai. Với những kẻ nói một đằng, làm một nẻo, bản mệnh sẽ từ chối tin tưởng, thất vọng mà dần mất đi niềm tin và tình cảm. Con giáp này không phải là người lãng mạn, không sống với những chuyện ngôn tình nên cần tìm một người có trách nhiệm yêu thương. Người tuổi Hợi sinh năm 1983 phải xác định đối diện với nhiều khó khăn trong tháng này. Trên phương diện sự nghiệp, bạn dễ phải chịu tác động từ bên ngoài, dẫn đến tình trạng thiếu tập trung và kiên nhẫn, đặc biệt là khi giải quyết các công việc yêu cầu sự cẩn thận và tỉ mỉ. Để tránh phạm phải sai lầm nghiêm trọng, bạn cần phải luôn nghiêm khắc với bản thân mình, tự tìm kiếm động lực để cố gắng mối quan hệ vợ chồng cũng phải chịu nhiều thử thách trong thời điểm này. Bạn cần giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, tránh để những lời ra tiếng vào phá hủy tình cảm đôi bên. Cùng với đó, bạn cũng cần tin tưởng vào nửa kia nhiều hơn, thường xuyên trò chuyện tâm sự với đối phương để hóa giải hiểu lầm. Xét về thiên can, Quý Âm Thủy gặp Nhâm Dương Thủy nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ Quý Hợi trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Quý Hợi cho thấy, xem chừng sự nghiệp vẫn chưa có được sự khởi sắc hay đi lên. Có thể bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Bạn nên tập trung vào các công việc nhỏ nhưng chất lượng, không nên tham lam, ôm đồm nhiều việc. Nếu có cơ hội hợp tác hiệu quả với mọi người xung quanh, bản mệnh có thể khắc phục được mọi khó khăn, thậm chí là đạt được những thành quả đáng ngạc nhiên. Trước khi bắt tay vào làm việc gì, bạn cần phải chú ý quan sát tình huống và thái độ của mọi người xung quanh. Không thể làm việc quá tự do, theo ý thích cá nhân, vì điều đó có thể gây ảnh hưởng không tốt đến tập thể. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Quý Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này tình hình tài chính của người tuổi Hợi sinh năm 1983 không có nhiều dấu hiệu khả quan. Công việc không thuận lợi kéo theo đó là thu nhập giảm sút. Những khoản thu từ người tay trái cũng không đáng là bao. Không những vậy, trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền.
Tuổi Quý Hợi, nếu không biết cân đo đong đếm tiết kiệm, đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại ra đi, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Con giáp này cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng. Cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại phải hối hận. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, người tuổi Quý Hợi may mắn không gặp các bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, do phải suy nghĩ quá nhiều mà tinh thần mệt mỏi, dễ bị đau đầu, mất tập trung. Tử vi tháng này cho rằng tháng 1 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn có thể xảy đến đối với người tuổi Quý Hợi không cẩn thận. Đây chính là điều báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc gì bạn cũng không được quá sức làm việc, khiến cho khả năng mất tập trung, thị lực bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành đi xa cũng cần phải cẩn trọng, nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống tập luyện. Các gia chủ tuổi Quý Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Quý Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo tử vi năm 2022 tháng 1 âm lịch này, chuyện tình cảm của người tuổi Quý Hợi bình thường không khởi sắc nhưng cũng không quá ảm đạm. Bạn vốn là người có cá tính mạnh, sống rất đơn thuần. Bạn là kiểu người thích hành động hơn lời nói và thường làm những gì mình cho là đúng trong tình yêu. Bạn là kiểu người hơi bất cần và liều nên khiến cho đối phương phải tò mò khi tìm hiểu về bạn. Bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Dù bạn có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Quý Hợi dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Bạn nên dành nhiều thời gian hơn để tâm sự, chia sẻ tình cảm vợ chồng. Để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người, là bậc làm cha làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần, Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Thân, Hình Tỵ, Hại Tỵ, Phá Hợi và Tuyệt Dậu. Đối với người tuổi Quý Hợi trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 1 năm 2022, tức ngày 9 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 1 năm 2022, tức ngày 21 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Hợi trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 1 năm 2022, tức ngày 6 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 1 năm 2022, tức ngày 18 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạch Kim. Ngày âm lịch, ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy.
Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc cho quý gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline lúc này đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi rất vui lòng chào đón tất cả quý gia chủ. Thưa quý vị, vậy là chúng ta cũng đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Quý Hợi trong tháng 1 âm lịch. Chắc hẳn là quý vị cũng biết là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng là quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm và theo dõi đến cuối chương trình. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều may mắn. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.